ហោរាសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំទាំងដល់ពីប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី2ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំជូតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតនាមសត្វកណ្ដុរធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតអាជីពទាំងឡាយរបស់អ្នកកំពុងធានាបាននៅស្ថិរភាពរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលនេះ លោកអ្នកអាចធ្វើការបណ្ដាក់ទុនបង្កើតមុខរបរថ្មីផ្លាស់ប្ដូរការងារឬប្រកបពិធីសំខាន់សំខាន់បានដោយមិនមានអ្វីមករាំងស្ទះនោះទេលោកអ្នកមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដំណើរការដូច្នេះអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមពេលណាមួយក៏បានដែរថ្ងៃនេះមានអំណោយផលសម្រាប់ការចរចានិងដោះស្រាយបញ្ហាពីអតីតឬបញ្ហាថ្មីៗដែលបានកើតឡើងគួររំលឹកថានៅពេលព្រឹកការងារឬអាជីវកម្ម ហាក់មិនសូវដំណើរការខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលរសៀលអ្វីៗនឹងមានភាពលូតលាស់និងសងត្រឡប់មកវិញឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំឆ្លូវនាមសត្វគោធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមថ្ងៃនេះគឺមានដំណើរការល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបការងារដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងលោកអ្នកដែលធ្វើការងារតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋបាល ការខិតខំរបស់អ្នកនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍យ៉ាងពេញចិត្តនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះទន្ទឹមនឹងនោះអ្នកអាចប្រតិបត្តិការរកគម្រោងផែនការដែលបានរៀបចំអ្វីដែលអ្នកគួរចងចាំនៅក្នុងពេលនេះគឺបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អការចំណាយពេលវេលាផ្ដេសផ្ដាសមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើបាននៅក្នុងពេលនេះទេសូមប្រើប្រាស់ពេលវេលាសម្រាប់ការងារឲ្យបានល្អឆ្នាំខាលសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំខាលនាមសត្វខ្លាធាតុជ
nói phó xâm rạp cả cho chả cả nghĩa tội thông nền nì. Đối chân này xong cầm dư giá ư xong chói tốp trong bố cả bắt đỏ chú nền nì ở ban rõ hát rõ huôn. Nâng, cầm miên cả rùa nhờ rìa, nơi khăn ông ạ chi bạc cảm lòi. Bọn tay tôi chi dàng đi cả đây, vì chạm bài xâm rạp nè nơi khăn ông ca bởi giật bạc giá trong bố rõ ca xâm rạch chật. Rư cả cho hát tờ lệ khá ai cả xa xâm khăn xâm khăn. Thiếp lịch thơ lô rồi bỏ nè, ai nâng rùm khan đo đại cư chùm nuôi rồi bỏ nè. Phong tiên miên ở tỷ bộ chùm bộ cả dự đăng rồi bỏ ả tệ thịt chân phong đá. Đối chân ai cư ta để xa xa khẩn hà nụ phiếp ní ở ban sát nơi khăn ông cùng rất mặt chùm. Chân nam thọ, xâm rạp lúc nè đại miên cầm nào chân nam thọ niêm xa tuần sai thiệt chơ bông mà nụ xa đây. Rí xây đồ bỏ lúc nè nơi khăn ông thường ngày ní cư làng khắp bộ thở đẹp. Cách ca nghe nâng ạ chi và cám miên ca châm răng rụt lo lọ bỏ xa nà. Lúc nè, miên là tập hiếp nơi khăn ông ca cho chá. Nâng vì phía xa rõ ca nghe xâm khăn tàng lai chi môi mà nút khu rụp sập tộp. Bọn ta xong bởi giặt bởi giá anh cầm hộp này bỏ ra miên. Đôi chân này xong bị nứt ở ban lùm ật. Lúc nè, bà có bà chi và cám của chấp ả râm từ lỡ ca nghe thư vừa ca sập xài. Đại lai mất phẹt nơi khăn ông rụt vông ca nghe bình chật nơi khăn ông ca sạp cầm nứt chi chi vẹt bỏ nè nà. Hỏi, nơi khăn ông ảnh cột đọc lây, nơi ai đang tự bàn bỏ ra miên tệ tông từ nâng ca đầm lãng đầm nãy ca nghiêng phong đại. Chân nam rôn xâm rạp lục nẹ để miên cầm nào chân nam rôn niêm sạch nẹ thiết nẹ bông tê và đạp bỏ. Rít xây đồ bỏ lục nẹ nơi khăn ông thang ngay ní cư làng cực bù trọt đẹp. Ngày ní, miên sảnh nhan đầy phiếp ở rít nhờ rê nơi khăn ông khu rụp tự tì hỏi ca nghiêng nâng mô khu rộ bỏ nẹ ở rít châm ràng khăn nà. Nóng nô xôm lúc nè kết cú ẩm phí tu sở nạ vị say bằng cao đuôi chi chi vẹ. Bà lúc nè ai thua bà nô phiếp chụp chạy thống nâng cao áng nâng con ông bê đọc lấy kháng bộng nì. Lúc nè nâng miên ảo ca plap đô xa nạp hiếp ả chiếp tờ tam ca pinh chất ở bà nè. Các rác bì nì, xôm miên chất ọt mốt nâng con ông ca xoay nhớ rốt đọc nọ xa rai lọ bằng phót trong bùa phía được gạch cả nghề. Tu chi dàng nà, nè ai khó khá nơi khăn ông ca tựa tựa bán cả bắt đầu chú nơi phiếp chùm nânh đại xa tại phiếp dự trác rồi bỏ nè. Hãy đưa chân nè, xôm luộc nè dọc chất tục đạ chùm bùa chùm nọc hàm khuất mùi nì. Bởi sân bà nè trong bàn phiếp ở rì chùm rán của chị tí mô tần nè chân nà mà xanh. Xâm rạp luộc nè đại miên cầm nà chân nà mà xanh niêm sạch bùa thiệt phương bông mà nục bỏ. Rì xây rồi bỏ luộc nè cư lọ chiếp mặt cứ sát được khăn ông đồng nào cả là ó, bọn tay cả rùm khan nâng phiếp xe mộc xe mang cỏ miền chả ra ân tình tâm lục đại. Xôm lục nẹ cũng bắt phong tùm lục chất lực luận ánh, rực khoa khoai nâng bánh hà đại cả láng chú rô hù hẹt.
ឬរហូតទៅដល់ភ័យខ្លាចនៅក្នុងការអនុវត្តការងារឲ្យបានជោគជ័យបន្ទាប់ពីបញ្ហាតូចតាចនៅក្នុងរយៈពេលបាត់បង់ទៅលោកអ្នកនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យជំនួសវិញដូច្នេះមិនចាំបាច់ត្រូវពិបាកចិត្តនឹងរឿងបណ្ដោះអាសន្នទាំងនេះទេដោយឡែកថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានអំណោយផលនៅក្នុងការទទួលបានដំណោះស្រាយសម្រាប់ផលលំបាកនានា ឆ្នាំមមីសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណត់ឆ្នាំមមីនាមសត្វសេះធាតុភ្លើងពុងទេវតាស្រីរិទ្ធិរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមមុខរបររកស៊ីជួញដូរកាកបជាធម្មតាចំណែកអ្នកប្រកបការងារវិញក៏សម្រេចបានផ្លែផ្កាតាមការប៉ងប្រាថ្នាដែរប៉ុន្តែលោកអ្នកគួររកពេលវេលាសមស្របធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយមិត្តនៅក្នុងក្រុមការងារពីព្រោះប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់មានបញ្ហាដែលមិនយល់ពីគ្នា នោះរាសីថ្ងៃនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានដោយងាយស្រួលណាស់វេលានេះមិនមានហេតុការអ្វីចាំបាច់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ថានឹងមកក្នុងខែអ្នកឡើយដូច្នេះសូមបន្តដំណើរការងារដែលអ្នកមាននៅក្នុងពេលនេះ ឆ្នាំមមែសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំមមែនាមសត្វប៉ែធាតុមាសពងទេវតាស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតរកកិច្ចការងារនិងអាជីវកម្មរបស់អ្នកគឺទទួលបានការកោតសម្គាល់និងការគាំទ្រច្រើនពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនដូច្នេះលោកអ្នកនឹងមានសំណាងទ្វេដងពីការងារដែលអ្នកកំពុងប្រតិបត្តិនៅក្នុងថ្ងៃនេះ ដែលលោកអ្នកគ្មានអ្វីដែលត្រូវបារម្ភនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកអ្នកមិនទាន់អាចទទួលបានលទ្ធភាពពេញលេញនៅក្នុងការបង្កើតមុខរបរថ្មីឬការបណ្ដាក់ទុនធំនោះឡើយ ហើយប្រសិនបើអ្នកគ្មានគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រទៀតនោះការងាររបស់អ្នកបែរជាប្រឈមនឹងការខាតបង់ទៅវិញឆ្នាំវកសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំវកនាមសត្វស្វាធាតុដែកពងយក្សប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រចោះថ្ងៃនេះកំហឹងនៅគៀកនឹងអ្នកចូលបោះបង់រឿងរ៉ាវតូចតាចចោលឲ្យអស់ហើយរៀនអនុគ្រោះដើម្បីកុំឲ្យខាតលៀបត្រូវគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍កុំឲ្យគេចាប់ថ្នាក់ភាពអវិជ្ជមាននិងភាពទន់
bỏ nẹ chung vịt luôn. Bị xe đảm bay từ tụi bàn ảo cả trả nơi khăn nông vị thay cả nghỉ. Tôi từ vịnh, nẹ ai khai chỉ chân rộng khu nơi ưu bài co rồi bỏ nẹ đợt tây. Đôi chân này xong miền cả prong bởi giặt, nâng cầm chloi tốp nâng hẹt ca ở vây tiếng ở chân nam rộng cả. Xâm rạp lúc nẹ đại miền cầm nào chân nam rộng cả, niềm sạch mòn chai thiệt đáy bông dẹp rộng. Rồi xây đồ bỏ lúc nẹ nơi khu nông thương ngay ní cư lọ chìa mặt chôm. À chi vật cảm cách ca nghiệp xanh xanh miền đồng nào ca lọ ó. Bọn tay nẹ trời không prong chỉ nịch, nâng mình trời đạ ca sống khâm lơ thương ngay ní phu hẹt bê nụ tỉ. Nẹ cua chùm này bề xong xa rộp nà mùi nửa khăn ông cả cực cù. Nâng riêng cùm rộng phàn cả nghe nửa khăn ông bê à nà cột bị xé. Cua dốc chất tục đạ lơ cùm rộng trái viên. Bị bố xe được hiệp hề rành và thâu rộp bọt nẹ. Cầm bông sách nửa khăn ông cùm rật mùi đại trơ ca dốc chất tục đạ khắp bùa. Đói lại xong cùm miền chất tuân phá lún. Tô từ nâng hẹt cả kháng khá rau đại bán cả lờ. Nẹ cua bần thêm cả tục chất lơ khăn ông. Bị bố chùm ngư mần chưa chạy lơ khăn ông. Cứ chia hẹt phá nây bà ra chạy. Chân nam cho, xâm rạp lúc nè đại miên cầm nào chân nam cho niềm sạch cái thiệt đầy bông dễ xảy. Rồi xây bỏ lúc nè nè khăn ông thằng ngày này cứ làng khắp bùa trọt đẹp. Xóm không có khăn ảo ca. Làm bây tờ tù bàn phiếp rì châm ra nè khăn ông ạ chì và căm. Nâng cả nghĩ ở sao. Đầm nâng lọ o tẹt tông từ nâng ạ chìp ở rư đầm nâng cả nghĩ miên phần lưu và châm miên hai nè khăn ông bể nì. Xâm nang rồi bỏ nè cả làng chân đón nè khăn ông mùi thằng ngày này. Hãy đọc chân này xong rửa xa bịa xâm đầy nâng ác cấp và kỳ rìa là ổ để khăn ông cầm rất ả tệ bà rà mà. Chiếc viên mẹ tệ rì côn chùm lùa rưu ca bị phía xa tiền lại ná để ác nhau rùng khăn đọc hiếp chục chảy nâng sẽ kết đầy sốc rồi bỏ nẹ đặt tầy. Nâng khăn ông bê về lý ni lúc nẹ miên là tập hiếp nâng khăn ông ca bóng pinh cả nghĩa dô đăng bì bánh há bóng tiên dô đăng bì vị thị xa đọc xa rách đôi dần tệ vị thị. Chân nam cổ, xâm rạp lúc nẹ đại miên cầm nào chân nam cổ niềm sạch chú rút thiệt tức bông mùn xa rầy. Rồi xây đồ bỏ lúc nẹ nè khăn ông thằng ngày ní sợt cho. Xong bởi giác lờ kịch cả nghe nâng ạ chi vật cảm. Rồi lúc nẹ ạ chanh ủ bài có bao bằng chào kê. Xong kết cu phó chùm nành khát ở bàn mọt chót. Hỏi cùng cho hạt tờ lê khá đạch khát và xân bà nẹ miên bần tơ nè khăn ông kịch cả nụ. Phiếp sẵn ngọp bắt đầu nơi cả kết vệnh chẳng ngái, nâng ách ở nẹ vô đăng xa nạc cả bàn lọ. Công thua chi mà nụ sẵn sảy trả ơn, bàn đòi rương na trời cao ở việc cả cho.
bị bố nó không có dạng bê lẫn nghịch. Lúc nẹ nâng tổ tụ bàn phiếp thu xả. Rư đài ách nâng cài bài sàn ca lũng bác đào chục chây. Bà tụ bây chỉ phiếp chục chây nâng bà giả ca rịch riêng hạ miên tịch tuổi. Xong cộng bạc thực chật. Bằng to càng nghỉ bị bố chục chây sẵn được khẩu bái nẹ hỏi.